Xin chào mừng tất cả các quý khách hàng đã quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương, lại tiếp tục cập nhật sản phẩm mới. Hôm nay em sẽ quay một lô đất ở ngay xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương, và hay thường gọi người ta gọi đất vùng ven nha cả nhà nha. Lô đất này thì có vị trí cũng khá là đẹp luôn, diện tích lớn ha. Lô này thì xung quanh là dân cư, nhà cửa là cũng khá là đông rồi, và đường này là đường nhựa, đường thông nha cả nhà nha, đường thông. Xung quanh hai bên đường thì dân cư ở khá là nhiều, và nó cắt đường DT741 50m thôi. Và đây chính là lô đất mà em muốn giới thiệu cho cả nhà. Thì vị trí từ cột mốc bên này sang vị trí đến cái đống cát này là ngang 5 và dài 36m, tổng là 180m2 và có 60m thổ cư ha cả nhà ha. Chiều dài nó đi vào sâu vô tới cái bức tường chỗ mấy cái bạt màu trắng đấy nha, ranh giới với cái nhà màu xanh, và tổng 180m, có 60m thổ cư. Vị trí lô đất khá là vuông vắn nha cả nhà, mặt tiền đường nhựa 5m, rất là thông thoáng, và cắt đường DT741 chỉ có 50m. Đoạn đường phía trước đó chính là mặt tiền đường DT741 ạ, là tuyến đường huyết mạch đường tỉnh. Và đối diện có một lô là ngang 10 nữa nha, ngang 10 và dài 40 nha cả nhà nha, ngang 10 và dài 40, nên là quý anh chị và các bạn mình muốn mua lô 40 cũng được, rộng rãi thoải mái, có thể xây phòng trọ cũng được, tại vì đây cũng gần với khu hai khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3 nha. Bây giờ em sẽ quay từ lô đất chạy thẳng ra đường DT741 cho cả nhà hình dung nha. Từ vị trí lô đất mà chạy ra đường DT741 thì chỉ có 50m thôi, chưa đến 50m là đến đường DT741, là tuyến đường huyết mạch nối liền giữa Sài Gòn và tỉnh Bình Phước, ngày xưa hay còn gọi là quốc lộ 14 nha. Đây chính là DT741 ạ, đường này đường tỉnh, sau còn mở rộng ra thêm tổng là 6 làn đường ha. Và hiện tại là diện tích lòng đường là 22m, và tính cả vỉa hè nữa là thành là 32m nha. Xung quanh hai bên đường là dân cư ở và kinh doanh khá là nhiều, rất là sầm uất. Và từ lô đất mà chạy thẳng lại chợ Vân Đồn chỉ có 300m thôi nha cả nhà. Cái biển đèn xanh đèn đỏ ở phía trước đó chính là chợ Vân Đồn, ở ngay bên đó luôn. Chợ chỉ có 300m thôi, chưa đầy 300m là đã đến chợ này. Xung quanh tiện ích đầy đủ, gần trường học, gần ủy ban này, gần tất cả các tiện ích xung quanh, gần khu công nghiệp nữa. Đây là cái đường vào ạ. Vì thế quý anh chị và các bạn muốn đầu tư lâu dài thì cả nhà hãy liên hệ cho em theo số điện thoại nhé. Rồi em xin chào và